Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Anime Fighter Simulator. Rồi, hiện tại tập này mình sẽ đi lấy toàn bộ thú cưỡi mà mình chưa sở hữu cho anh em xem. Nếu mà tính ra thì cũng nhiều, chắc là làm hơi bị lâu á, nhưng mà không sao anh em ạ. Bắt đầu từ khu vực Anime 47 nha. Đây, với sức mạnh hiện tại á, làm hết nhiệm vụ ở cái khu này và lấy thú cưỡi chắc mất khoảng tầm 3-4 phút gì đó nè ạ. Nhanh thôi, không có gì lâu cả. Tốn thời gian là cái chỗ chúng ta đi nhận nhiệm vụ, trả nhiệm vụ nè, với lại chờ quái nó hồi sinh. Chứ mà còn về cái phần mà đánh quái á, thì anh em nhìn đi, mình chạy ngang qua thôi, cho con quái hửi khói cũng bay màu nữa. Đã tới được cái nhiệm vụ cuối cùng rồi, cần tiêu diệt 5 con boss. Chuyện nhỏ nè ạ. Anh em thấy chưa? Boss chỉ như ruồi mũi thôi, mình lại gần cái là bay màu liền. Giờ đứng đây chơi chờ hoàn thành nhiệm vụ thôi, không có gì khó khăn. Khu này không biết là của cái bộ anime gì ha. Nhìn mấy cái con nhân vật sẽ thấy lạ quá à. Rồi, một con boss cuối cùng. Hồi sinh lâu thế. Sao? Quay trở về trả nhiệm vụ. Theo mình thấy thú cưỡi là một cái con hiệp sĩ cầm kiếm đấy nè ạ. Để vào trang bị cho anh em xem. Nằm tuốt ở phía dưới luôn nha anh em. Biến hình thôi. À, lúc đầu mình không biết đây là khu vực của cái bộ anime nào, nhưng mà sau khi thấy con thú cưỡi là mình đã biết anh em ạ. Nhưng mà hiện tại thì mình không có nhớ tên. Mình chỉ nhớ tên một nhân vật có liên quan tới cái bộ anime đó thôi, đó chính là Megumin. Cái con nhỏ mà đeo nón phù thủy á, xài sức mạnh phát nổ nè ạ. Ở trong phim là con nhỏ nó xài cái chiêu phát nổ vô cái tòa lâu đài của cái con hiệp sĩ mình đang sử dụng nè. Cái con mà ôm cái đầu nè anh em. Mình còn nhớ rất là rõ. Tiến tới khu vực 48 nha. Chúng ta sẽ lấy thú cưỡi tiếp theo. Ủa? Sao cái khu này giống cái khu của My Hero quá ta? Tại mình thấy cái con nào PC nó mặc bộ đồ trong phim My Hero á nè. Mà thôi kệ đi ha. Anh em đợi một tí. Để mình nhân bản cái con có cái bát may mắn ra một cái nữa. Rồi làm nhiệm vụ anh em ạ. 58 phút nhân bản một con. Công nhận thú cưỡi hiệp sĩ ôm đầu này nhìn hay ha. Mình khá là thích cái con thú cưỡi này luôn á. Để coi từ giờ tới cuối clip còn con thú cưỡi nào xịn sò nữa hay không. Đã tới được cái nhiệm vụ cuối cùng. Khu này thì làm hơi cực tí nha. Tại vì quái nó rời rời nhau không à. Kiểu không có gần á, nên làm lâu lâu. Ồ, có tới hai con boss đây nè. Bên đây một con, với chính giữa một con. Vậy đánh cho nó nhanh. Chứ map là có một con boss đánh lâu lắm. Đấy, xong ngay. Nói là boss vậy chứ tụi này mình rờ cái là chết anh em ạ. Ok, để lấy thử thú cưỡi coi bên khu này sẽ là cái gì. Hình như nó cho mình một nhân vật anh hùng hay sao anh em ạ. Mình mới thấy được cái mình thôi. Để trang bị vào cho anh em xem. Ủa, cái con thú cưỡi sao nhìn lạ vậy? Nè nè, nhìn không chất lắm ha. Mình thích cái con hiệp sĩ mà cầm cái đầu hơn là cái con thú cưỡi này nè mọi. Ok, tiến tới cái khu vực tiếp theo. Vùng đất anime thứ 49. Sao bên đây có vẻ khá là âm u vậy ta? Vùng đất ma cà rồng nè mọi. Không biết khu này là bộ anime gì ha. Để mình mở nhân vật phát anh em ạ. Lấy thành tựu 25 ô trong túi á. Đây nè. Hồi nãy khu kia mình quên mở. Thôi kệ đi, từ từ mình mở sau. 13 trên 30. Nhìn hơi âm u nhưng mà đẹp nha anh em.
Mình nghĩ chắc là cũng khá là rộng đấy, tại vì có đường đi lên nữa kìa. Nhưng mà nhiệm vụ của mình thì chưa cần lên trên đó đâu, đánh mấy con quái dưới đây thôi. Đây là nhân vật thần thánh nè, vua ma cà rồng. Con đó mình chưa mở ra nha, tại vì á mình mới quay trở lại game này thôi, nên là mình có quay nhân vật á thì mình cũng quay nhân vật ở những cái map cao nè, mà chẳng hạn như là map 59, chứ những cái map ở dưới đây thì mình không có quay. Rồi bây giờ mới tiến thẳng lên phía trên nè. Trời ơi, rộng nha anh em, nó có 2-3 khu luôn á. Hiện tại đã tới được nhiệm vụ cuối cùng, đánh bại 5 con boss là xong nha. Đơn giản. Nói chung là map này á, boss mình vẫn rờ một cái thôi, chứ không phải là đánh gì lâu cả. Quan trọng là chờ nó hồi sinh anh em ạ. Theo mình thấy có nhiều map á, họ làm tới 2-3 con boss, nhưng mà map này hình như là có 1 con boss à. Sợ còn nữa, nhưng mà nó nằm ở khu khác. Mình là biến quá nên thôi, đứng đi chờ luôn anh em ạ. Nó hồi sinh cũng nhanh chứ đâu tới nỗi là lâu. Rồi ok, quay trở về trả nhiệm vụ thôi. Để coi thú cưỡi là gì. Phải tháo hết nhân vật ra nha, cho anh em nhìn kỹ hơn. Trời, cái con gì nhìn dị hợm vậy? Vãi thiệt. Con gì nhìn ghê thế. Nè anh em, nó có tới 6 chân nha. Và rất là nhiều mắt anh em ạ. Trời ơi. Nhìn cái tướng chạy nè, khá là hài. Con này nói chung là mình không thích lắm. Rồi, tiến tới khu vực tiếp theo. Khu này thì nhìn có vẻ sáng sủa hơn. Nhận nhiệm vụ nha anh em. À, mình biết khu này của bộ anime gì rồi. À, bộ anime Chúa Tể Bóng Tối anh em. Cái con nhân vật mà mình mới nói chuyện để nhận nhiệm vụ đó chính là nhân vật chính ở trong phim luôn. Sau một hồi lâu chật vật thì cuối cùng đã tới làm nhiệm vụ đánh 5 con boss. Trời, map này nó rộng nên mà quái nó rời cực kỳ nha. Nên là làm nó cũng khá là lâu. Lâu cái chỗ là chúng ta chạy vòng vòng kiếm mấy con quái để đánh á. Nói chung là cũng tùy nữa mà. Có những map thì quái nó gần nhau mình làm vèo 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 luôn, có những map thì quái nó xa quá. Con boss lại mình rợn cái là bay màu. Mình nghĩ là phải tới những cái map gần gần cuối á, chẳng hạn map 57, 58, 59 á thì boss nó mới trâu thôi. Tại vì đội hình của mình quá mạnh so với lại những cái map này rồi. Quay trở về nha. Để coi thú cưỡi là gì. Trả nhiệm vụ nè. Ui, nguyên con rồng luôn em ạ. Trời, con này ngầu lòi nha. Ủa, gì kì vậy? Mình thấy cái mặt con thú cưỡi á, mình cứ tính là nó sẽ oai lắm, nó bay trên trời nữa mà. Nhưng cái lúc trang bị vô mình thấy cái cách mà nó đứng á, là mình thấy sai sai rồi. Sao khi di chuyển á thì nó bò như con rắn vậy chứ. Trời ơi, tưởng ngầu lắm. Cỡ nó mà bay á là ngầu nha anh em, mà này nó bò như con rắn vậy trời. Tiếp tục khu vực của bộ anime tiếp theo. Khu này là anime gì ta? Mình thấy cái con giao nhiệm vụ nó quen lắm. Có vẻ là lần này làm nhanh nè. Quái nó gần gần nhau ấy nè. Lên phía trên thôi em ơi. Đã tới nhiệm vụ săn boss. Công nhận map nó to thiệt, chứ không phải như lúc xưa á nè. Vừa cập nhật một cái khu mới á, mình chạy lên tí là tới chỗ của boss à. Còn này nó thấy không, chạy thiệt là xa luôn. Ủa, hình như là mình mới đi ngang chỗ con boss phải không? Trời, mấy con này boss đó hả? Phải không? Mình đi ngang qua cái sông thôi em ạ. Bây giờ quay trở về trả nhiệm vụ. Để coi coi con thú cưỡi sẽ là gì đây. Ê, mình thấy cái chân của cái con gì đó nè bạn.
Ui, thú cưỡi này to nha anh em. Nguyên một cái con chim luôn. Nhưng mà cách bay nhìn hơi buồn cười tí. Ủa, dưới cái mỏ của con này nó có cái cọng gì vậy? Đừng nói mình đó là râu nha. Chim gì râu dài vậy? Con này chắc thành tinh rồi anh em ơi. Nhìn cách bay nó hài không? Bộ bay bình thường khó đó hay sao? Mà bay cái kiểu gì kỳ cục vậy? Ok, chắc là tiến tới khu vực của bộ anime tiếp theo. Cái bộ anime này nhìn cũng lạ nha, mình không biết. Ok, trang bị lại đội hình và làm nhiệm vụ. Khu này nói chung là dễ cực kỳ nha anh em. Kiểu như quái nằm cục luôn á. Đây nè, một lần cả bầy quái nó bu một chỗ, nên là mình đánh rất là dễ và làm rất là nhanh. Hồi sinh cũng lâu quá ha, chắc tầm chục giây nó ra lần. Ok, quay trở về thôi. Cái khu này thì được cái nhìn nó như cái mê cung anh em ạ. Chạy đâu cũng thấy rừng hết à. Rồi cái chỗ mình hồi sinh đâu rồi? Ủa, chắc để mình dịch chuyển về luôn cho nhanh đây anh em ạ. Đấy, hy vọng lần này sẽ là một cái con thú cưỡi gì đó nhìn ok tí. Trả nhiệm vụ nha. Trời ơi, cứ tính con gì đặc biệt lắm, nhưng mà nói chung chỉ là con sói thôi nha anh em. Sói xám. Tốc độ di chuyển thì cũng rất là nhanh. Ê, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy con này nó cũng ngầu nha. Được á. Ok, di chuyển tới khu vực của cái bộ anime tiếp theo. Khu thứ 53 nha. Bên đây là của bộ anime gì đây? Có một cái shop chợ đen nè. Trời, mấy cái món đồ này nói chung là mình cũng không có cần lắm. Không có gì ngon anh em ạ. Tưởng nó bán cái gì đặc biệt. Đang làm nhiệm vụ thì thấy có một cái quả trứng. Nó đội cái nón mũ rơm của Luffy á anh em. Và rất là châu bò luôn nha. Mình đánh hồi nãy giờ luôn á. Không biết là khi tiêu diệt xong nó sẽ cho cái gì nữa. Rất là châu anh em ạ. Đánh hồi nãy giờ chắc khoảng tầm 5 phút rồi đó. Với cái đội hình của mình thì nói chung cũng mạnh, mà đánh cái quả trứng này lâu vãi luôn. Thấy lạ lạ để đánh chơi anh em ạ. Ủa, có cho gì đâu trời. Làm đứng đánh tốn thời gian. Thiệt tình chứ. Nó không có rơi nó gì hết trơn nha anh em. Đã tới nhiệm vụ đánh 5 con boss có tên là nữ hoàng kéo. Nó nằm tuốt tuốt ở phía trên á. Và rất là nhiều boss luôn nha. Hình như có khoảng tầm 2-3 con gì đó. Nè, con boss là cái con tóc tím tím á nè. 3 con boss ở khu này luôn. Ngộ ha. Có khu thì boss nó nhiều, có khu thì boss nó ít. Quay trở về thôi. Trả nhiệm vụ và lấy thú cưỡi này mà. Trời, cái con thú cưỡi cái khu này nhìn lạ vậy. Nè anh em. Kỳ cục vậy. Nhìn nó đơ đơ kiểu gì vậy em ạ. Nói chung là mình không có thích con thú cưỡi này nha. Thậm chí là con sói hồi nãy xài còn thích hơn. Tiến tới khu vực của bộ anime tiếp theo. À, hình như đây là khu vực của một bộ anime thể thao. Cụ thể là đá banh. Ok, trang bị nhân vật vào rồi nè ạ. Ok, đã tới nhiệm vụ đánh boss. Cái map này admin làm theo cái kiểu là đường đi nó dài vậy nè ạ. Chứ nó không có rộng. Kiểu như cái khúc mình đi lên đó thì nó hẹp lắm. Ủa, con boss ngoài đây à? Xong ngay. Quay trở về. Cái này á, là mình làm nhanh nhanh cho anh em xem á. Kiểu như là quay cái khúc đánh boss thôi. Chứ mà còn quay những cái khúc mà đánh quái rồi cái kiểu nữa thì chắc chắn sẽ rất là lâu luôn á. Nguyên cái quả bóng này nè. À, leo lên cái quả bóng rồi. Thú cưỡi này được nha. Nhìn có vẻ chất chơi người dơi. Đố anh em tại sao mình nói lại được.
Tại vì á, thường anh em thấy những cái con thú cưỡi là chúng ta biến hình. Cái đó là biến hình chứ đâu phải là thú cưỡi. Nghe nó không có hợp lý lắm. Còn cái này mới đúng là thú cưỡi nè. Anh em thấy là nhân vật của mình ngồi lên trên để cưỡi. Được á. Đây là khu vực của bộ anime lớp học sát thủ nha anh em. Còn thú cưỡi ở khu này á, thì nói chung mình cũng đã biết rồi. Tại vì ở trong kia nó để cái hình của cái ông Koro-sensei á anh em. Mình nghĩ sẽ biến thành cái con nhân vật đó. Đi tiêu diệt boss thôi anh em ơi. Đánh bại 5 con thần chết. Map này thì boss cũng hơi nhiều nha anh em. Tầm 3 con boss. Đây nè. Phía dưới còn có một con nữa. Để mình chạy xuống cho anh em xem. Đó. Quái á, thì nó cũng gần gần nhau nè. Mỗi lần nó bung một cục vậy. Mình bay lại làm rất rất là nhanh luôn. Quay trở về thôi. Khu này thì nói chung mình sẽ không bất ngờ về cái con thú cưỡi lắm. Tại vì mình đã biết rồi. Nói chuyện nào. Đấy. Nó cho mình cái con nhân vật Koro-sensei. Để mình biến hình cho anh em xem. Ủa sao nhỏ xíu vậy? Ủa? Mình cứ tính nó sẽ to anh em ạ. Nhưng mà nó rất là nhỏ nha. Nhỏ ngang với lại cái con quái bình thường luôn á. Và cách di chuyển nhìn nó cũng hài hài nữa. Kiểu như vừa chạy vừa cúi cúi cái đầu á anh em. Vãi thiệt. Rồi, nhận nhiệm vụ tiếp theo luôn nha anh em. Đây là một cái khu vực của cái bộ anime dạo gần đây cũng rất rất là hot luôn. Mình nói sơ chắc anh em sẽ nhận ra ngay. Trong một thế giới ai cũng xài phép thuật. Nhưng riêng cái thằng nhân vật chính thì nó xài sức mạnh cơ bắp anh em ạ. Nó không có phép thuật. Tới nhiệm vụ săn 5 con boss rồi nha anh em. Mình đã đi khắp nơi rồi. Nhưng mà chỉ có một con boss duy nhất ở cái khu này thôi. Nên là phải đứng chỗ này chờ nó hồi sinh đánh anh em ạ. Cái con mặc áo tím tím đó. Mới tiêu diệt anh em. Còn về phần thú cưỡi á, thì lúc nãy mình mở lên xem. Hình như là một thanh kiếm. Mà kiếm á, thì thường á, chúng ta chỉ đứng lên chúng ta cưỡi nè mà. Mình nghĩ là như thế. Một con cuối cùng. Rồi ok. Quay trở về trả nhiệm vụ nha. Tháo nhân vật là ra hết anh em ạ. Tại vì nhân vật của mình rất là nhiều hiệu ứng á. Mình phải tháo ra cho anh em xem thú cưỡi kỹ hơn chứ. Đây một cái thanh kiếm. Biết ngay là sẽ đứng lên cưỡi mà. Nhưng mà nó hơi bị lõi lõi nha. Anh em thấy cái chân của nhân vật mình nó nằm ở dưới cái kiếm luôn. Hơi lõi. Nếu không là sẽ rất là chất chơi người dơi. Có thể là do cái body superhero của mình nó không có phù hợp với lại thanh kiếm á nè. Phải xài cái body hình vuông vuông á thì mới được. Bay cũng ngầu lắm chứ giỡn đâu. Ý trời, rớt xuống nước luôn. Nhanh nhanh nào, tiến qua khu vực tiếp theo. Để xem đây là khu vực của bộ anime gì. Sao thấy cũng lạ quá ta. Thú cưỡi thì chúng ta cũng không nhìn kỹ được cái hình dáng nha. Cái này chắc phải lấy rồi. Trang bị cái quả banh chơi đi. À rồi rồi rồi. Đây là khu vực của bộ anime Tiến sĩ đá nè ạ. Kiểu như là nguyên thế giới bị hóa đá luôn. Có thằng nhân vật chính là nó thức tỉnh đầu tiên. Xong bắt đầu đi giải hóa đá cho thế giới. Lúc đầu á, mình nhìn thấy mấy cái con quái á, không nhận ra. Nhưng mà nhìn vô cái con giao nhiệm vụ là nhận ra ngay. Vì đó là nhân vật chính trong phim anh em ạ. Đi tiêu diệt 5 con boss có tên là bộ trưởng là xong nha anh em. Cái con mà đợi cái nón nè. Theo mình thấy thì khu này có 2 con boss thôi. Quái gì rất là nhiều nha. Nó đứng xung quanh cái khu này luôn. Nên là mình làm nhiệm vụ rất rất là nhanh. Rồi ok, quay trở về. Để coi coi thú cưỡi là gì. Tranh thủ nè mà clip dài quá rồi. Thấy mấy cái bánh xe anh em. Hình như là một chiếc xe. Rồi ok. Trời, xe cũng đỉnh lắm chứ giỡn đâu. Có nguyên cái mặt con Tinh Tinh nữa kìa. Xe là có ở trong phim luôn nha anh em. Do cái thằng nhân vật chính chế tạo. Wow, chất lắm á chứ. Tiến tới cái khu thứ 58 luôn.
Còn khu 59 thì mình đã lấy thuốc cửa rồi nha anh em. Khu đó thì mình sẽ không qua. Ủa đây là bộ anime gì vậy ta? Trước tiên thì để mình nhận nhiệm vụ cái. Nhìn thấy cái con giao nhiệm vụ quen lắm nha. Hình như là cái bộ anime gì, cái thằng nhân vật chính có sức mạnh như là Tôn Ngộ Không vậy anh em. Mình nhớ không lầm là như thế. Nếu mà có sai anh em sửa giúp mình nha. Quái gì cũng khá là rời rạc đấy. Làm có vẻ cũng khá là lâu. Anh em đợi đi, tới khi mà đánh boss mình sẽ quay clip tiếp. Phải công nhận là cái map lần này cũng rộng ghê luôn á. Anh em thấy không, từ phía dưới mà mình chạy lên tuốt trên đây hơi bị xa. Boss thì cũng bắt đầu trâu hơn rồi nè. Trong khi là những cái map lúc nãy á, mấy con boss mình rờ vài cái là chết. Tổng cộng có tới 3 con boss ở khu này nha anh em. Đấy, một con cuối cùng. Rồi, quay trở về lấy thú cưỡi lên em ơi. Cuối cùng cũng xong cái clip lấy toàn bộ thú cưỡi. Trả nhiệm vụ nè. Trời. Nó cho mình một chiếc xe máy màu hồng. Tự tin phe cá tính anh em ạ. Rồi, trang bị vào. Vãi thì chiếc xe sao nhỏ vậy? Bộ làm chiếc xe to to hơn tí không nổi hay sao trời. Nhỏ xíu à. Nhìn khá là mini luôn á. Nói chung nó cũng có mang tính chất hài hài. Nhìn bựa anh em ạ. Đấy. Cute for me que chưa? Đỉnh dữ lắm chứ giỡn đâu. Còn đây là mấy cái thành tựu nữa anh em. Cộng 10% tiền á. Cứ mỗi lần chúng ta hoàn thành lấy thú cưỡi ở một khu vực là nó sẽ cho. Bây giờ thì để mình nhận hết nha. Từ đầu giờ nói chung là chưa có nhận. Có cả danh hiệu được 25 ô trong túi nè. Mấy cái này thì chúng ta phải mở nhân vật. Đó, rất là nhiều huy hiệu khác nhau luôn em ạ. Ê, mình vẫn thiếu một cái huy hiệu kìa. Thiếu một cái huy hiệu là thiếu một cái con thú cưỡi nha. Ủa là thiếu con gì vậy ta? Mình có một vài con nó chưa mở phá nè anh em. Nhưng mà map ấy thì mình cũng đã đi hết rồi mà ta. Hay mấy con này là trong mấy cái map sự kiện mà lúc trước mình không chơi mình bỏ qua ta. Cũng có thể là như thế nè mà. Mà thôi, chắc là tới đây cũng được rồi á. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại nha. Clip quá dài rồi nè mà. Giờ không còi nữa, mình sẽ kết thúc video đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em.